mình đang đánh giá đầu ra của mình đánh Vâng. giá cái phân của mình để mình xem cái đường ruột của mình có tốt hay không, xem cái đại tràng của mình có tốt hay không, bởi đại tràng của mình nó quyết định sức khỏe của mình rất là nhiều, và đại tràng của mình nó quyết định tuổi thọ của mình. Đại tràng là nơi tạo ra cái nguồn nhiệt để giữ ấm cho cơ thể, cho nên là đại tràng mình rất là quan trọng. Mà đánh giá cái đại tràng thông qua cái phân, sáu cái yếu tố mà gọi là sáu sao, được gọi là sáu sao. Rồi nhờ chị Thắm chia sẻ sáu sao. Sao thứ nhất là hình dạng cơ nó Hình có dạng, nó có là hình nó dạng có phân những cái nó khối như hay thế không, nào là tốt? có khuôn, phải Đúng rồi, như khuôn trái và nó chuối. giống là Như trái những cái khối chuối già, như như trái dạ chuối mình cảm thấy là nó có khuôn, mà già. cái khuôn là sao, cái Đúng khuôn có rồi. tròn hay không, cái khuôn nó có bị dướng không. Tại Đúng. nếu mà khuôn mà nó bị dướng thì sao, trong cái đường tiêu hóa của mình nó có một gì đó nó hơi bị dướng, nó ra không tròn. Rồi cái sao thứ hai đó là màu sắc, Đúng màu rồi. sắc nó có vàng không. Sao thứ ba đó là mùi, nó có hôi không. Mùi. Đúng rồi. Sao thứ tư á là cái độ chìm nổi của nó, Đúng rồi, màu sắc, chìm nổi. độ chìm Chìm nổi hay của là nó, nổi? dạ chìm hay Nổi là nổi. thì chúng ta thiếu khoáng chất, mà chìm thì thừa khoáng chất, thiếu chất xơ. Sau thứ năm, thời gian đi đi cảm giác là rất là thoải mái nhẹ nhàng, bữa nào đi cũng vậy luôn, trong cầu là ngồi một chưa được 30 giây là đã xong. Sau năm mà người ta mà nhất là sao cuối cùng là cái sao là coi như là chùi chùi mà không không chùi không Rồi không? dính. Ok. Đó là Như sáu vậy sao. đó là 6 sao. Các bạn có đại tràng của các bạn được mấy sao? Ha, đó là đánh giá cái đại tràng của mình đó. Cảm ơn chị Thắm, cho chị Thắm chào với ta đi cả nhà. Cảm ơn cả nhà Ha. nha. Không có cơ hội để ôn lại bài tập. Lý do tại sao mà chúng ta phải biết cái 6 sao này để chúng ta đánh giá cái gì? Để chúng ta đánh giá cái đại tràng của chúng ta, cái sức khỏe đại tràng của chúng ta. Vì sao cái đại tràng nó lại quan trọng? Vì nó quyết định tuổi thọ của mình. Nó là cái nơi mà tạo ra nhiệt để cung cấp nhiệt cho cơ thể của mình. Nó là cái nơi đào thải. Khi mà đại tràng mình có vấn đề thì mình sẽ có xảy ra rất là nhiều vấn đề về sức khỏe xảy ra. Đại tiện đạp sáu sao. Tiêu chuẩn 6 sao. Đại tràng các bạn tiêu chuẩn mấy sao? Rồi bữa nay cho mọi người biết thêm chút xíu ha. Những cái bất ổn ở đại tràng. Bất ổn ở đại tràng á, có thể là do viêm nhiễm, tổn thương ở đại tràng. Thứ hai là cơ yếu cho nên là nhu động kém. Thứ ba là dẫn truyền thần kinh yếu, thiếu canxi, magie. Thứ tư là mất cân bằng hệ vi sinh. Đó là bất ổn ở đại tràng, bốn cái yếu tố quan trọng, những cái chính. Còn tổn thương nhiều là do mình ăn uống không có đúng cách. Tổn thương thì sao? Viêm nhiễm thì mình cần những cái chất để tái tạo, sửa chữa lại niêm mạc là sữa ớt sắc nè, với lại tảo xoắn ha, để sửa chữa lại cái niêm mạc, sửa chữa lại cái viêm, rồi keo ông xanh nè, rồi ngưu chương chi nè, tất cả mấy cái đó đều chữa viêm ha, đều chữa cái viêm. Và những người mà có vấn đề về đại tràng á, thì một là béo phì, hai là thiếu cân, dễ bị ung thư, tính tình cáu gắt thì ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và tuổi thọ ha. Đại tràng không tốt ảnh hưởng tới thân nhiệt, hoặc là quá nóng hoặc là quá lạnh. Nếu mà đi táo bón thì sẽ nóng, thân nhiệt sẽ bị nóng, còn nếu mà đi tiêu chảy thì thân nhiệt nó sẽ bị lạnh, cho nên là đại tràng sẽ ảnh hưởng tới thân nhiệt. Người nào tiêu chảy liên tục thì cơ thể mình bị lạnh. Đại tràng không tốt thì sẽ tích lũy độc tố. Tích lũy độc tố thì gây gì? Nặng nhất là ung thư đại tràng, và có bệnh đại tràng thì ung thư chỗ khác nữa, vú nè, tuyến tiền liệt nè, phổi nè, gan nè. Cái thứ ba, thứ nhất là thân nhiệt ha, thứ hai là tích lũy độc tố, cái thứ ba là lão hóa da. Đại tràng không tốt thì da sẽ không đẹp. Cái thứ tư là đại tràng không tốt thì gan sẽ có vấn đề. Đại tràng không tốt thì sẽ viêm họng, viêm xoang. Như vậy khi người ta bị viêm họng, viêm xoang là đại tràng của họ không có tốt, cho nên phải chữa đại tràng. Gan của họ không tốt cũng chữa đại tràng. Viêm nhiễm mãn tính ha, đại tràng không tốt là hay bị viêm nhiễm mãn tính. Rồi mới nói lại nha, liên quan tới đại tràng, thứ nhất đó là thân nhiệt. Thân nhiệt thì chúng ta táo bón thì thân nhiệt chúng ta sẽ bị nóng lên và chúng ta tiêu chảy ha, chúng ta bị tiêu chảy thì chúng ta sẽ bị lạnh và nó sẽ ảnh hưởng tới gan, thì nó là như vậy, ảnh hưởng tới gan có thể gây xơ gan. Và giải thích cho các bạn nha, khi chúng ta ăn quá nhiều thịt thì sẽ bị táo bón, và khi chúng ta ăn quá nhiều thịt thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều khí metan. Cái ruột của chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều khí metan.
mà chúng ta bị táo bón nữa thì khí metan đã không được thoát ra ngoài, đặc biệt là khi chúng ta ngồi xuống, ngồi gọi là bít cái đường lưu thông của nó không xì ra ngoài được thì sao ạ? Nó dội trở lên, nó sẽ xì qua bên ruột thừa, và từ ruột thừa nó sẽ lan qua ổ bụng. Lan qua ổ bụng thì rất là gần với gan, nó sẽ ảnh hưởng tới gan và gây xơ gan. Cho nên đại tràng có mối liên quan tới gan là như thế. Tuy nhiên chúng ta cũng cần ha, mặc dù nó nhiều quá thì nó gây độc, nó cũng cần. Nếu mà không có, nếu mà mình tiêu chảy xả ra hết thì cơ thể mình sẽ bị lạnh. Còn đại tràng sao mà lão hóa da? Khi mà chúng ta bị táo bón, chất độc sẽ tích tụ ở trong đại tràng không được thải ra ngoài thì nó sẽ hấp thu ngược vào, đúng không ạ? Nó sẽ hấp thu ngược vào, mà đường thoát hấp thu ngược vào tức là chúng ta đang tích lũy độc tố. Mà khi chúng ta tích lũy độc tố thì nó phải tìm chỗ để thải ra, đúng không ạ? Không thải được qua đường đại tiện, nó phải qua da. Vì vậy da sẽ xấu. Hợp lý không cả nhà? Có hợp lý. Hợp lý. Ai viêm đại tràng da xấu kinh khủng. Cái này giống như là nhiều khi là có những trường hợp á, người ta đang bình thường cái họ dùng dinh dưỡng vô, cái tự nhiên cái da họ xấu lên. Mà tại sao họ đổ thừa là dinh dưỡng mình nó xấu? Mà do lúc đó nó đào thải mà họ không biết. Đúng rồi. Nó đào thải nhưng mà chúng ta không biết cách đào thải cho nên mới qua da. Chúng ta phải đào thải qua đại tràng. Đào thải qua đại tràng thì chúng ta phải uống cái gì đó để cho sổ ra, phải đi tiêu chảy ra thì nó mới ra đại tràng, còn nếu không nó sẽ qua da. Không tiêu chảy thì nó sẽ qua da. Đã nói đào thải mà không tiêu chảy ra thì sẽ qua da. Vì đường thoát mà, độc tố phải được thoát ra ngoài, nó ở trong cơ thể của mình chết. Cho nên là cơ thể tự nhiên, cơ chế của cơ thể tự nhiên là gì? Phải tìm đẩy nó ra, nó phải chạy. Rồi xô nó ra hết cửa này tới cửa khác. Cái cửa nào ra được thì ra. Có nghĩa là chạy cửa dưới không được, nó quản hồn rồi nó chạy chỗ khác. Cho nên nó chạy từ cửa nào là nó cứ xông ra thôi. Để cứu cơ thể mình thôi. Nó mà không qua da thì nó ở trong. Bây giờ một ghẻ mà nó không mọc ở ngoài da, nó mọc ở trong thì sao ạ? Nguy hiểm, đúng không ạ? Dễ giải thích không? Dễ hình dung, dễ nhớ không cả nhà? Dễ. Rồi, tại sao đại tràng lại liên quan tới viêm họng mãn tính, viêm xoang, viêm nhiễm mãn tính hay bệnh tự miễn? Đại tràng mà mất cân bằng hệ vi sinh thì sức đề kháng sẽ kém. Mà sức đề kháng kém thì mình sẽ dễ bị mấy cái bệnh viêm nhiễm đó. Vì mình phải nói chuyện, mình phải tiếp xúc những cái đó, là những cái chỗ tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn bên ngoài, mà trong cơ thể của mình không có đủ kháng thể, không có đủ lợi khuẩn, không có đủ enzyme, không có đủ kháng thể thì chúng ta không chống lại được, chúng ta dễ bị viêm thôi. Còn sao mà bị tự miễn? Tại vì mình không đủ kháng thể, mình không đủ kháng thể, mình không đủ enzyme để chống những cái bệnh mà liên tục tấn công. Hệ miễn dịch mình không có phân biệt được là đâu thù đâu bạn, đâu giặc đâu mình, cho nên đánh tối bụi là mình tự miễn. Nói vậy á cho nó dễ nhớ, cho nó dễ hình dung. Nói vậy á nông dân người ta nghe cũng hiểu. Cô Mai, các bệnh tự miễn là thường các bệnh gì cô Mai? Nến, lupus ban đỏ, thấp khớp gì đó. Viêm đa khớp dạng thấp cũng có một dạng tự miễn. Đúng rồi. Cho nên khi mà mình thấy những bệnh như vậy thì mình chữa cái gì? Chữa gì cả nhà? Chữa đại tràng. Đó, chữa đại tràng. Đó là lý do tại sao Mai luôn luôn cho cái bộ enzyme và lợi khuẩn. Cho dù bạn là ai, cho dù bạn bệnh gì, Mai vẫn cho cái bộ enzyme và lợi khuẩn không bao giờ thoát. Vì sao? Nó quá quan trọng. Thì như vậy thì người ta mới hết bệnh được chứ. Mình cứ đi lấy cái ngọn, dùng cái sản phẩm ngọn không, làm sao mà chữa được cái gốc. Những cái bất ổn ở đại tràng mà thường thấy đó là tổn thương nhu động kém, dẫn truyền thần kinh kém, rồi mất cân bằng hệ vi sinh, đúng không ạ? Đó là bốn cái yếu tố chính thông thường mà chúng ta nhìn thấy, bốn cái tổn thương chính mà chúng ta nhìn thấy ở đại tràng, những cái bất ổn ở đại tràng. Và những cái bất ổn đó nó gây ra gì ạ? 13 cái vấn đề. 13 cái vấn đề mà Mai gửi cho các anh chị rồi đó. Một là thân nhiệt, cho tới 13 là tới tuổi thọ đó. Gây ra 13 cái vấn đề từ bốn cái bất ổn này. Giải pháp là gì? Bổ sung chất xơ, nước, vận động thể dục, vitamin B, canxi, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, kháng tim, vitamin C, vitamin E, tái tạo niêm mạc, protein, carotene, thức ăn giúp lợi khuẩn. Bao nhiêu đó chưa đủ. Nếu mà bao nhiêu đó mà dùng sản phẩm POC thì chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải dùng enzyme, lợi khuẩn, canxi, tạo xoắn, sữa Oslac, giải pháp sản phẩm DOC, đó là bộ tiêu hóa và bộ tủy.